Chào mừng anh chị em và mọi người đến với kênh YouTube Bắt Đầu Nguyễn Phú Quyền. Lần đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu sơ qua về cá nhân cũng như là về mục đích của kênh. Thứ nhất, tôi là mục sư tin lành, tên là Nguyễn Phú Quyền. Tôi tốt nghiệp thần học tại Viện Thần học Tin lành Việt Nam tại California vào năm 2009. Và tôi đã từng hầu việc Chúa tại Hàn Quốc từ năm 2003 cho tới năm 2008, phục vụ tại Hội Thánh Sê Mô Nan, là Hội Thánh trưởng lão đầu tiên của Hàn Quốc, cũng như là Hội Thánh Sê Dung An với vai trò là truyền đạo và chấp sự. Kế đó, tôi mở Hội Thánh Emmanuel, là Hội Thánh Tin lành tại Suwon. Năm 2009 thì tôi qua Malaysia để hầu việc Chúa và giúp cho cộng đồng người Việt Nam, người lao động tại Việt Nam, tại Hội Thánh River Upline Centenary ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tôi trở về Việt Nam năm 2010, truyền giáo tại Tây Bắc, Lào, Trung Quốc từ những năm 2010 tới 2016, thành lập và điều phối Greenbird Academy tại Hà Nội từ năm 2017. Greenbird Academy là một trường tư thục Hoa Kỳ giáo dục phổ thông từ lớp 1 cho tới lớp 12, do những người Cơ Đốc thành lập và là giáo viên Viện Thần học Tin lành Việt Nam tại California, cũng là giáo viên của trường Kinh Thánh Galilee, rồi đại diện cho giáo hội Tin lành Trưởng lão Liên hiệp Việt Nam tại miền Bắc. Đồng thời tôi cũng là khu cục trưởng và là quản nhiệm của Hội Thánh Tin lành Emmanuel. Sứ mạng của kênh Pastor Nguyễn Phú Quyền có ba cái sứ mạng chính. Thứ nhất là tôn cao danh vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai là mang chân lý Kinh Thánh đến với cộng đồng cách chính xác và chân thực nhất. Thứ ba là giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo lý cứu rỗi Kinh Thánh và niềm tin đạo tin lành thuần túy, cũng như những mọi thắc mắc của anh chị em và mọi người liên quan đến đạo tin lành. Xin anh chị em thương mến ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất, cũng như chia sẻ để lan tỏa lời Chúa cho nhiều người và like để kênh vượt qua thuật toán YouTube. Nếu anh chị em là người Cơ Đốc, xin nhớ tới và cầu thay cho kênh cũng như mục sư Nguyễn Phú Quyền để kênh Trung Tín hoàn thành sứ mạng của kênh. Chân thành cảm ơn quý anh chị em và mọi người đã ghé qua kênh và đã bỏ thời gian quý báu để nghe phần giới thiệu này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quý anh chị em và mọi người hết thảy. Amen. Trân trọng kính chào quý anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chào mừng anh chị em quay trở lại với bài học Kinh Thánh ngày hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2021, với phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 1 cho tới câu 21 với chủ đề chân lý được bày tỏ. Trước khi đến với lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cùng nhau đến trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha yêu dấu của chúng con biết ơn Cha vì Ngài cho chúng con có lời của Chúa mỗi ngày, hầu cho chúng con sống làm theo lời của Ngài. Xin Chúa đến và Thánh Linh của Ngài đến chúc phước trên đời sống của chúng con, hầu cho chúng con mỗi ngày được tươi mới hơn, mỗi ngày được phước hạnh hơn ở trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ này lên cho Chúa và mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Kitô Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời thông qua sự đọc của mục sư Nguyễn Thị. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến,
vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi. Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nghe đọc cái phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 3 từ câu 1 cho tới câu 10-21, và chúng ta thấy có những lẽ thật chúng ta cần được học trong ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là ban đêm trong vòng người lãnh đạo Pharisi có Nicodem là người lãnh đạo dân Do Thái, đang đêm ngà người đến cùng với Đức Chúa Giêsu. Thì thứ nhất chúng ta hiểu ở đây, người Pharisi là người như thế nào? Người Pharisi là người lãnh đạo Do Thái. Và chúng ta cần tìm hiểu trước hết người Pharisi. Người Pharisi là một trong những người lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái. Người này, những cái người này là thuộc về chức thầy tế lễ, và những người này á thì rất là tôn sùng về luật của Môi-se. Bởi vì trong Israel có những người lãnh đạo về chính trị, thí dụ như là vua Herod thời bây giờ, Herod đại đế. Và sau ông Herod đại đế thì có ba cái người con của ông. Và trong thời điểm bấy giờ đó, nước Israel, nước Do Thái thì nó nằm dưới cái quyền kiểm soát chính trị của người La Mã, tức là người Ý. Nhưng mà về phương diện tôn giáo, vì ở Israel là độc thần giáo, cho nên những người mà cai trị như là Caesar biết và đặt cho những cái người cai trị về phương diện tôn giáo, đó là người Pharisi và Sadduce. Và người Pharisi và Sadduce là hai cái người cai trị dân Do Thái về phương diện tôn giáo.
Và người Phanesi Saduce cũng là thành viên của hội đồng trưởng lão. Đấy. Nhưng mà họ có sự khác nhau. Cái người Phanesi thì rất là giữ về luật lệ kinh thánh theo kinh thánh Môsê. Nhưng mà họ thêm luật truyền khẩu vào. Ví dụ như là rửa tay trước khi ăn. Và người Pharisee thêm rất là nhiều cái luật vào, khiến dân bắt dân phải thực hành theo. Nhưng mà bản thân họ thì họ không có làm điều đó. Cho nên họ là thành viên của hội đồng trưởng lão, hay và cái số người Pharisee thì lãnh đạo tới 90% dân chúng. Và họ là những cái người mà không bao giờ làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Cho nên họ áp luật, họ mang luật đến nhưng mà họ không thực hành luật. Đây là cái điều mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu luôn luôn dạy các môn đệ, rằng các ngươi nếu mà sự công bình của các ngươi không trội hơn người Pharisee thì không thể vào nước thiên đàng được. Đó là nếu mà chỉ có lý thuyết không mà không làm theo Kinh Thánh thì chắc chắn không thể vào nước thiên đàng được. Đấy là lẽ đạo. Đầu tiên chúng ta hiểu về người Pharisee. Rồi chúng ta quay lại, chúng ta thấy là gì? Người Pharisee cai trị và lãnh đạo kiểu của người Pharisee. Người Pharisee lãnh đạo như thế nào? Thứ nhất, chúng ta thấy câu chuyện bối cảnh ở đây được chép trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu. Đó là đang đêm Nicodem đến hỏi Chúa Giêsu. Và Nicodem cũng là một trong những người Pharisee lãnh đạo dân Do Thái bây giờ. Cho nên đó, chúng ta thấy Nicodem có thể là cái công thức chung cho người Pharisee trong cái thời điểm của Chúa Giêsu ở trên đất. Thứ nhất, họ thừa nhận công việc của quyền phép của Đức Chúa Trời. Và ông đang đêm ông tìm đến Chúa Giêsu, ông nói rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Có nghĩa là ông Nicodem ông chứng kiến rất là nhiều cái phép lạ dấu kỳ của Chúa Giêsu đã bày tỏ ra, khiến người câm nói được, người điếc nghe được, người mù thấy được, và người què bước đi, người chết sống lại. Và rồi đang đêm thì ông đến. Ban đêm đó thì ông đến, ông không đi ban ngày nhưng mà đi ban đêm. Có lẽ là ông này cũng, tại vì cái người Pharisee, trong cái luật của người Pharisee và trong cái luật của những người Pharisee giao ra cho dân chúng bây giờ, những ai mà xưng Chúa Giêsu là Chúa thì phải bị khai trừ ra khỏi nhà hội. Mà ông Nicodem lại là một trong những người trong hội đồng của người Pharisee. Cho nên có thể vì lý do đó cho nên ông đến cùng Chúa Giêsu không phải ban ngày nhưng mà ban đêm. Nhưng mà điều chúng ta học được ở đây là ông ta thừa nhận quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là những quyền năng phép lạ dấu kỳ. Và ông thừa nhận điều rằng nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không làm được điều đó. Cho nên họ khao khát điều này. Và chúng ta thấy ban đêm ông Nicodem ông đến, ông muốn tìm kiếm lẽ thật về phép lạ, nhưng Chúa Giêsu đã đưa ông ta đến cái sự tái sinh. Chúa Giêsu nói luôn ở trong câu 4 và câu 9, đó là Chúa Giêsu nói: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh lại thì không thể vào nước Đức Chúa Trời." Rồi ông Nicodem ông nói rằng điều này làm sao có thể xảy ra được? Chẳng lẽ nào một người sinh lại? Ông Nicodem ông nghĩ theo cách của con người, đó là một người sinh ra, tái sinh có nghĩa là sinh lại về phần thể xác. Tái sinh là phải chui vào lòng mẹ rồi trở ra một lần nữa. Thì điều này không thể làm được. Nhưng chúng ta thấy cái điều thứ hai mà người Pharisee hay lãnh đạo Pharisee không hiểu, đó là sự sâu nhiệm về lẽ đạo tái sinh.
Như đó, Nicodem nói người đã già thì làm sao mà sinh được? Có thể nào chờ vào lòng mẹ mà sinh lần thứ hai sao? Ông Nicodem ông không hiểu về sự tái sinh về phương diện tâm linh. Ông là giáo sư rất là lớn của Israel, nhưng ông có quyền lực cai trị dân Israel. Nhưng mà ông chỉ cai trị bề ngoài mà thôi. Ông không hiểu được. Và chúng ta thấy rằng ngày nay rất dễ. Có những người lãnh đạo tôn giáo, họ cũng giống như cái người lãnh đạo Pharisee vậy. Họ không hiểu lẽ đạo, mặc dù họ có quyền lực cai trị trong cái hội thánh hay là tôn giáo, nhưng mà họ không hiểu về sự giáng sinh, cái sự tái sinh, có nghĩa là cái sự làm sao để được cứu chuộc, làm sao để vào nước thiên đàng, thì họ đã hoàn toàn không hiểu được. Họ có quyền cai trị nhưng họ không hiểu, và họ biết, họ thừa nhận quyền năng giống kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời, thì nhưng mà họ cũng đặt ra luật mà chẳng bao giờ làm theo luật. Đó là dạng lãnh đạo fantasy. Và dạng lãnh đạo này thì chúng ta cần phải tránh đi. Những người đang ở lãnh đạo thì phải tránh điều này. Những người nào mà là bị hay là được những người cai trị lãnh đạo giống như vậy thì chúng ta tránh ra. Thứ hai, chúng ta hiểu về lẽ đạo của sự tái sinh. Lẽ đạo của sự tái sinh ở đây, Chúa Giêsu đang nói về việc sinh lại về phần tâm linh. Con người có ba phần: phần xác, phần hồn, phần linh. Và Chúa Giêsu đang nói về phần tái sinh về phần tâm linh. Bởi cái phần tâm linh, khi mà một người đã không có đức tin vào Đức Chúa Trời, hay là con người phạm tội, thì phần tâm linh chia cắt khỏi Đức Chúa Trời. Giữa Đức Chúa Trời và con người có một cái khoảng cách tội lỗi. Và để được vào nước thiên đàng thì cái phần đó phải được nối lại với nhau. Con người với Đức Chúa Trời không có cái khoảng tội lỗi ngăn cách nữa. Và bản thân con người đó thì phải được sinh lại về phần tâm linh. Cho nên tái sinh ở đây, ý Chúa nói đó, đó là sự sinh lại về phần linh hồn. Và sinh lại về phần linh hồn bởi gì? Bởi nước và thánh linh. Đó là qua sự báp tem. Nhiều hôm trước chúng ta thấy là qua sự báp tem thì có sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và phải có sự sinh lại nhờ phép báp tem. Và điều kiện bắt buộc để được vào nước Đức Chúa Trời đó là phải tái sinh. Một người tin Chúa rất nhiều năm nhưng mà không được tái sinh thì người đó không vào nước Đức Chúa Trời được. Đây là điều Chúa Giêsu nói. Và chúng ta thấy một lẽ đạo thứ tư, đó là Đức Chúa Giêsu là đấng đổ huyết ra để cứu chuộc loài người. Thứ nhất, trong câu 13, Chúa nói rằng Chúa Giêsu là đấng duy nhất từ trời xuống. Ngài đến từ trời. Và Ngài nói không hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống. Có nghĩa là Chúa Giêsu nói rằng Ngài đã đấng từ trời xuống và Ngài sẽ trở về trời. Đến cái lúc bây giờ thì không có ai lên trời. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng mà sẽ lên trời. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Chúa Giêsu vốn ở trên trời thì Ngài sẽ trở về trời là chuyện bình thường thôi. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Cái lẽ đạo đầu tiên chúng ta cần phải học đó là Ngài là đấng duy nhất đến từ trời. Các giáo chủ tôn giáo khác không phải là những người đến từ trời, cho nên chúng ta không cần phải tin. Nhưng chúng ta cần phải tin Giêsu, tin Đức Chúa Trời, bởi vì duy nhất Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống và Ngài sẽ trở về trời. Và đấng đó mới là đấng có quyền năng để cứu chúng ta. Cái lẽ đạo thứ hai, Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc thế gian này. Chúng ta thấy răng đoạn 3 câu 16, ai cũng thuộc làm lòng.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Cha là đấng chọn lựa và sáng tạo thế giới này. Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, đấng giải huyết ra. Và Chúa Thánh Linh là đấng sở hữu cái sản phẩm hay là mỗi một người đã thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây Chúa nói vì Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa làm điều đó bởi vì tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với cộng đồng, đối với thế gian, đối với tất cả mọi người. Tình yêu của Chúa Giêsu được bày tỏ ra không phải bởi lý thuyết nhưng bởi hành động thực tế của con Ngài. Đó là chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời xuống để chết thay đời sống cho thế giới này. Để khi mà ai tin Chúa Giêsu thì qua cái đức tin là tin Chúa Giêsu đã đấng chết thay cho mình. Tin mình là người có tội thì sẽ được vào nước thiên đàng mà không bị hư mất đời đời. Cho nên cái tiêu chuẩn để mà được cái sự tái sinh đó là đầu tiên chúng ta phải tin Chúa Giêsu. Người tin mình là người có tội, tin Chúa đã đấng chết thay trên đời sống của mình thì người đó bắt đầu được tái sinh, và sự tái sinh bắt đầu xảy ra. Thánh Linh sẽ đến. Chúng ta thấy ở đây có Đức Chúa Trời, có tội nhân là con người chúng ta. Tội nhân đó, thì vì chúng ta phạm tội, vì Adam phạm tội đã đưa cả thế giới này xa cách với Đức Chúa Trời. Và vì cớ đó cho nên con người phải chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, trong Roma đoạn 6 câu 23 có nói về điều này. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 có nói còn anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình. Chúng ta là tội nhân, chúng ta làm những cái công việc của sự chết và chúng ta chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đến được với Đức Chúa Trời đời đời. Chúng ta không thể đến với được với sự sống đời đời. Nhưng chúng ta thấy vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đó là qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến thế giới này để làm cái cầu nối giữa trời với người bằng cái sự đổ huyết của Ngài, bằng cái sự chết thay thế của Ngài cho đời sống bạn và tôi. Do đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sống và đấng chết thay, đấng cứu chuộc loài người. Ngày nay, Chúa không phải chỉ cứu chuộc loài người, nhưng mà Ngài cứu chuộc cả cái thế giới này. Cho nên cái bổn phận của chúng ta là phải tiếp nhận đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, tin và Ngài đã đấng chết thay cho chính mình. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta ở trong cái thời này, Chúa Giêsu đã giao ra cái lẽ thật về sự đoán xét. Chúa Giêsu có nói đến một cái tích, đó là Môi-se treo con rắn đồng ở nơi đồng bằng. Câu chuyện đó được xảy ra khi mà dân Israel được Chúa đưa đi ở trong đồng bằng 40 năm. Trong 40 năm đó có những thời điểm họ phàn nàn, họ than khóc với Chúa, oán trách Chúa, và Chúa đã sai một con rắn đến để cắn họ. Và khi mà có rất là nhiều người chết thì Chúa sai ông Môi-se nói rằng bây giờ con hãy làm con rắn bằng đồng, lấy một cây gậy treo nó lên, nếu mà ai bị con rắn thật cắn nhìn vào con rắn đồng thì người đó sẽ được khỏi, và nếu như mà ai không nhìn vào con rắn đồng thì sẽ bị chết. Và con rắn đồng đó là biểu tượng của Chúa Giêsu treo lên. Ngày nay Chúa Giêsu đã treo trên thập tự giá để cứu thế giới này hơn 2000 năm trước. Ai tin Chúa, ai nhìn lên Chúa Giêsu và tin rằng mình là người có tội, tin Chúa chết thay cho mình thì người đó được sự sống đời đời. Y như ở trong Răng đoạn 3 câu 16 có chép về điều đó. Bây giờ một cái ý thứ năm
Lẽ đạo thứ năm chúng ta thấy về lẽ thật của sự đoán xét ngày hôm nay. Thứ nhất, lẽ thật của sự đoán xét đó là ai không tin Chúa thì đã bị đoán xét rồi. Chúa Giêsu nói và sự đoán xét đã xảy ra rồi. Sự đoán xét không phải rằng là chỉ đợi sau này đến kỳ tận thế mới đoán xét, nhưng mà sự đoán xét ở đây đã được xảy ra. Đó là ai tin Chúa đó thì không bị đoán xét. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi. Đó là Chúa Giêsu là sự sáng của thế giới này. Và nếu mà ai làm điều ác, có nghĩa là không tin Chúa thì không có đến gần nơi của Chúa được. Như bởi vì sợ công việc ác của mình tỏ ra. Nhưng ai làm điều lành thì đến gần Đức Chúa Trời để công việc của mình được bày tỏ ra. Cho nên chúng ta thấy rằng có một lẽ đạo, đó là hai loại người. Chúng ta thấy có hai dạng người ở trên thế giới này. Một là ai làm điều ác thì ghét nợ Đức Chúa Trời. Hai, ai làm điều thiện thì đến cùng với Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta học trong ngày hôm nay. Như vậy, chúng ta áp dụng được điều gì? Chân lý nào được bày tỏ? Thứ nhất, chúng ta thấy ở đây lẽ đạo về lãnh đạo người Pharisee được bày tỏ. Tất cả những người lãnh đạo theo kiểu Pharisee là những người thừa nhận quyền phép của Chúa nhưng mà không làm theo. Những cái người mà gây khó khăn cho người khác, đó là người lãnh đạo Pharisee. Và người lãnh đạo Pharisee chỉ nhìn bề ngoài, không hiểu về lẽ đạo sâu thẳm của sự tái sinh. Rồi người lãnh đạo Pharisee là người mà có thâu tóm quyền lực để cai trị dân sự. Đây là người lãnh đạo. Mà đáng ra, và kết quả cuối cùng của người lãnh đạo này thì đi về đâu? Đi về quả ngục, không được tới thiên đạo. Đây là lẽ thật đầu tiên chúng ta cần nắm được trong bài hôm nay. Vậy thì áp dụng điều này như thế nào? Chúng ta cần phải tránh người lãnh đạo Pharisee, hay là chúng ta cần phải tránh cái kiểu mẫu lãnh đạo Pharisee này là càng xa càng tốt. Họ là những người thêm vào luật Kinh Thánh. Họ là những người không bao giờ làm theo lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Thứ hai, lẽ đạo thứ hai chúng ta học được đó là sự tái sinh. Sự tái sinh là phải sinh lại về phần tâm linh bởi nước và thánh linh. Nhưng sự tái sinh bắt đầu xảy ra khi một người tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời mình. Tin mình là có tội, tin Chúa Giêsu đã đang chết thay trên đời sống của mình. Cho nên sự tái sinh có hai ý. Thứ nhất là sinh lại về phần tâm linh. Thứ hai là điều kiện bắt buộc để vào nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta nghe lẽ đạo thứ ba chúng ta học được, đó là Chúa Giêsu là đấng đổ huyết ra trên đời sống của chúng ta. Và Ngài là đấng duy nhất đến từ trời. Cho nên chúng ta cần phải tin cậy nơi Chúa. Rồi chúng ta không cần phải tin các giáo chủ khác, không phải tin Phật giáo, không phải tin cao đài. Nhưng mà chúng ta tin Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con người từ trời xuống, và Ngài vốn thuộc về trời và Ngài sẽ về trời. Đó là lý do Ngài sẽ đưa chúng ta về trời trong tương lai. Cái lẽ đạo thứ hai về Chúa Giêsu đó là đấng cứu chuộc thế giới này. Chúa Giêsu cứu chuộc thế giới này, đổ huyết ra để tha thứ, để cứu chuộc tôi và anh chị em. Đó là điều chúng ta cần phải thấy. Rồi cái lẽ đạo nữa thứ tư về sự phán xét. Lẽ thật về sự phán xét đã được thực hiện. Đó là ai tin Chúa thì không bị đoán xét, mà ai không tin Chúa thì đã bị đoán xét rồi. Do đó sinh ra hai dạng người khác nhau. Một đó là những người làm điều lành, làm điều ác thì ghét lời Đức Chúa Trời và không muốn đến gần với Đức Chúa Trời. Hai đó là làm điều lành, làm điều thiện thì sẽ đến cùng Đức Chúa Trời. Cho nên áp dụng bốn điều này
cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước để chúng ta là những người làm điều thiện và yêu thích lời của Chúa. Khi anh chị em đến gần với Chúa, yêu thích lời của Chúa, thì anh chị em đã là những người thuộc về Chúa. Và chúng ta biết rằng chúng ta không bị phán xét nữa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên anh chị em ngày hôm nay. Nguyện thân của Ngài ở cùng anh chị em, chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa ban phước cho chúng con. Nguyện một ngày mới, lời của Chúa ở cùng chúng con và ban phước dư dật trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì thời gian quý báu, Ngài ban sự bình an cho chúng con. Ngài đến nhận sự vinh hiển từ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em đã học Kinh Thánh của ngày hôm nay. Xin anh chị em nhớ ấn đăng ký cũng như là để ủng hộ kênh và nhận được cái video mới nhất. Và xin anh chị em chia sẻ để lan tỏa lời Chúa đến với cộng đồng. Nguyện xin Chúa ban phước lại trên anh chị em trong ngày nay. Amen.